Gò Vấp rồi, Vấp gần đây. Em bị sao? Dạ em thì bị huyết áp cũng khoảng 5-7 năm nay rồi. Huyết áp năm nay Và rồi. gút gút bữa nay cũng trên 500, 504. À, năm năm tư rồi. Là cái dây chằng của em bữa trước em đánh bóng chuyền em rớt xuống thấy nó cập cái thấy nó đau, nhưng mà thời gian nó cũng đỡ nhưng bây giờ mình ngồi kiểu không đúng tư thế là nó vẫn đau. Dạ. Bữa nay em muốn đăng ký học Mình bữa đi nay học đây. được. Dạ. Thì bây giờ vậy nè, anh nói em nghe nè, là cái chân này để phải học để đây nó sửa lại. Rồi có cái quan trọng á là chữa cái gút đó là 16 tháng nhớ nha. Rồi chườm đá nóng dùng gan, rồi là kết hợp dùng mấy cái rượu ở đây, em sẽ dùng ba thứ rượu luôn, em muốn như tôi nói vậy đó thì cái của em nó sẽ ổn, thấy không? Cho em hỏi bà xã nhà em hay bị đau vai gáy với cái máu dính trong thành mạch máu mỡ mỡ dính vào thành mạch Mỡ dạ thì cũng để uống uống vậy đó. uống rượu rượu ớt ạ Thứ nhất là chườm đá gan, thứ hai là uống ba thứ luôn, thì nó giải quyết luôn cái xơ vữa động mạch, rồi mấy cái cholesterol trong máu cao rồi nó giảm hết rồi nhé. Như em vậy em vẫn đang uống thuốc tây thì giờ có dùng thuốc tây nữa hay chỉ Đâu uống cần, rượu của chỉ em uống đâu cần gút, mình đâu cần uống không thuốc. không dùng thuốc huyết áp Huyết áp phải giữ nha. dạ Tức là sau khi em làm cái này á, tại vì huyết áp á 85% là vô căn, dạ cho nên nó lên lúc nào mình không biết, dạ thành ra là uống lấy ngừa, dạ do đó là cái huyết áp là không được ngưng. thường xuyên và Thì những cái thuốc khác thì không cần, dạ còn cái huyết áp là trưa ăn cơm xong em uống. Ok, giờ dạ em ra làm thủ tục đi, một giờ nữa có mặt ở đây được rồi. Ráng học làm thầy thuốc nha, tướng mẹ ngon lành nữa. Rồi em có tới đây lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa. Nhà ở đâu? Đó là quận 12. Ở quận 12. Quận 12 là cái quận lên trên đường gì đó, Nguyễn Văn Quá. Quang Trung. Rồi nói Quang Trung cho vậy. Rồi em bị gì? Năm 10, năm 20 tuổi thì em bị viêm đa khớp dạng thấp. Rồi Đó. khoan khoan mấy tuổi? 20. 20 tuổi. À 19 à. 19 20 vậy đó rồi. Khoan khoan để tôi nghe lại, 19 tuổi. Là mình đợt đó là không đi lạc luôn, là đi nằm một chỗ luôn rồi. Đó, nhưng Rồi mà cái tim bị sao rồi? nhá. Cái tim bị sao rồi? Tim. Tim thì có nó không bị, nhưng mà thời gần đây thì nó lại hay hồi hộp, hay đập nhanh. Tại không á, tại vì khi mà cái khớp á mà dưới 22 tuổi trở xuống là nó bị cái thằng viêm họng trước nè, nó bị thằng viêm họng trước nè, rồi nó biến ra bệnh khớp, thành ra lúc đó là thường thường người ta phải diệt cho được cái thằng đó, mà diệt thằng đó không được á thì nó sẽ làm lây lan sau này, người ta nói gọi là đau khớp mà đốt tim á, là mấy cái trường hợp đó. Thành ra tôi muốn hỏi em kỹ là cái tim em có vấn đề gì không, là vậy đó. Đưa tay coi. Thôi cũng may không đến độ chết. Nhưng mà thời gian gần đây thì một lần mà em cúi xuống á, đứng lên thì cái khúc này này nó cứng, Nó đứng lên cứng. rất là khó. Và cái ngón chân này thì lâu lâu nó lại nóng, ngón chân cái Nói cái khoảng chân 5 lạnh năm nhất. bị lần thôi. Rồi sao em nói sao 5 năm mới bị lần? Không, một năm hoặc thì trong năm thì bị một lần thôi, nó nóng lại một. Không, mà nó nóng vào mùa đông thôi. Thì nó hết, nó có mấy ngày nó hết rồi. Mấy ngày nó hết Chứ không có mà bị thường xuyên. mấy cái mùa như vậy rồi, tính rồi bao nhiêu năm rồi? Không, mới bị cái nóng chân thì mới bị đấy thôi, mới bị 1-2 năm đấy. Em có uống thuốc không? Không uống thuốc. Ở nhà em có tiếp xúc với người nào uống thuốc không? Không đâu. Không có luôn. Không sao. Bây giờ thêm câu hỏi cuối cùng là nếu mà em đi bộ mà đi xa chút xíu em thấy mỏi chân không? Không. Có gì cũng nhẹ cũng đến đâu, nhưng mà cái chân của em á thì chắc có lẽ em đi 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 đứng nhiều, thể thao nhiều hả? Ít lắm, ngồi máy tính nhiều. Ngồi máy tính nhiều hay ha, nó cũng có nhiều cái cũng là lạ. Tại vì trước đây con có nhân điển á, thì hồi bị con bị viêm khớp thì được thầy chữa nhân điển cho, thì nó hết. Thời gian đây thì nó lại đau đau mấy cái sau lưng lại. Tại vì cái chân của em á là tại vì mình có cái tiền sử vậy rồi,
Nhưng mà cái điều quan trọng đó, tôi muốn nói cái chân là lâu lâu nó có cái cảm giác đó. Dạ, lâu lâu. Thôi bây giờ về đi. Em cứ trị liệu trong vòng một tháng đi, rồi dòng lại tôi cho tôi coi kết quả. Thứ nhất là em chườm đá nóng ở vùng gan với hai cái bẹn. Rồi em uống giùm tôi ba thứ, rượu ớt, rượu khốp, rượu nhào luôn. Em uống tích cực trong vòng một tháng, làm vòng ra đây, tức là ăn Tết xong ra đây vô đây. Rồi tái khám lại. Mục đích là em đưa vợ em tới để coi có okay, có phải lại học không để mà học như sao. Rồi em nằm xuống đi, nằm xuống, nằm xuống. Ô, khoan này đi với ai? Đi con gái. Ủa vậy cả nhà tính đi luôn hả? Có thằng nhóc ở nhà đấy là tính nó đi mà nó đi học lại. Rồi vậy thôi em ngồi xuống đi để phỏng vấn mà này coi sao rồi tính. Rồi. Tại vì em mà có điều kiện thì nên ở mấy hôm thì hay hơn. Rồi bây giờ em bị sao? Dạ con là bị đau vai gáy. Rồi. Đau vai gáy thì đau cả hơn 10 năm rồi. Nó đau lên đầu. Rồi từ khi sinh cái đứa thứ hai xong á, là cách đây 6 năm là bắt đầu nó đau cái chân trái, chân phải, bị bên phải hết. Rồi tầm năm nay trở lại á, là bắt đầu nó đau cái xương cụt, đau xuống mông, đêm nằm ngủ là đau. Còn cái tay này nó cũng đau, cầm bút viết cũng đau, nhưng nó bị liệt á. Xương khớp là như vậy, hay là hồi hộp hay lo lắng. Cô này cô chườm đá luôn. Chườm đá cái gan với hai vùng bẹn luôn. Rồi cổ. Rồi cho uống luôn ba thứ luôn. Thôi, quyết định về đi, hai vợ chồng đăng ký là đây. Để giải quyết cho hai vợ chồng luôn. Nha. Thì ra ngoài kia đăng ký một phần thôi. Nha, rồi hai vợ chồng chịu khó ở đây mấy hôm. Còn cái vấn đề mà hồi hộp, vấn đề này nọ là cái giải quyết dễ, không có vấn đề đâu. Được rồi. Còn trường hợp của em á thì sẽ lâu dài, hai đứa sẽ uống lâu dài, không có ngắn đâu. Nha. Nhưng mà chắc chắn là sẽ khỏi. Được rồi. Rồi ra làm thủ tục với Cưng. Rồi. Rồi. Cô này ở đâu? Dạ, con ở Phú Nhuận. Phú Nhuận? Dạ. Rồi bị gì? Cách đây 2 tuần đó, con tới, con đau cái tay á, xong rồi thầy cho giật ra thì nó là nó trật khớp. Cho nên, nhưng mà thật ra con bị cũng viêm đa khớp dạng thấp. Đau hai cái đầu gối. Rồi lúc đó thầy có cho uống gì không? Dạ, thầy cho uống rượu ớt với rượu khớp. Rồi, được rồi. Có chườm đá cổ. Rồi, được rồi. Gan. Nhưng mà cái tay con nó đau cơ á, đau đau đây. Giờ riết rồi nó đau lên cổ rồi. Giờ nói chung giơ tay lên là đau. Không phải đâu. Không phải đâu, tại vì không phải đau cơ đâu, đó là đau khớp hết á. Tại cái viêm đau khớp dạng thấp nó được con cái là chỗ nào có khớp nó đau. Thật ra khi mình đau nó kéo mấy cái đầu cơ á thì nó làm vậy mà nó cảm giác vậy chứ còn là khớp hết á. Con phải bỏ tập yoga, con bỏ tập gần tháng á. Nè bỏ tập rồi. Dạ. Rồi giờ muốn gì? Dạ con không biết, con thấy nó đau quá, con đi khám á. Nghiêng đầu hay gì thì nó sẽ đau. Vậy có muốn ở đây chữa mấy ngày không? Dạ. Hay là muốn về? Dạ con muốn về. Muốn về vậy thì thứ nhất là vẫn giữ như cái chườm đá ở cổ, rồi ở vai, mấy chỗ đau á. Dạ. Rồi ở gan cổ tay ha. Rồi rượu ớt, rượu nhào, rượu khớp luôn ha. Rồi bây giờ tôi em giật cái tay nâng vai lên dùng. Rồi tay kia. Rồi nâng vai lên. Rồi.
Em chịu khó uống thường xuyên nha, đừng có ngưng nha. Tại vì cái viêm đa khớp dạng thấp là phải chữa lâu dài lắm. Tiếp.